Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái hàng chữ thứ ba trong cái bảng chữ cái mà mình chuẩn bị ở đây ha. Đây là hàng chữ thứ ba của mình nè. Thì cái hàng chữ này nó sẽ được ghép bởi những đường thẳng và một số đường cong ở bên hông. Đây, các cái đường thẳng và đường cong nó sẽ được ghép lại với nhau ha. Và mình sẽ có 5 chữ cái cho cái dòng chữ này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chữ đầu tiên, đó là chữ P ha. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Thì đối với chữ P, các bạn cũng gây nên cho mình một cái chữ Y gồm có 8 mũi móc đơn ha. Ta sẽ gây nên 8 mũi xích đầu tiên. 5, 6, 7 và 8 nè. Khi đã được 8 mũi móc xích đầu tiên rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào 8 chân, mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là các bạn sẽ gây nên cho mình một chữ Y ngắn với 8 mũi móc đơn ha, cho 8 mũi móc xích. Móc đơn thứ 3 cho chân móc thứ 3. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 4. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng á, các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè, để tiện cho việc giấu len ha. Mũi móc thứ 6 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 7. Và mũi móc đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Là chân móc cuối cùng luôn á. Sau khi đã có được 8 mũi móc đơn vào 8 chân của mũi móc xích rồi, thì các bạn để ý cho mình cái dòng chữ ở đây nè. Tất cả các cái chữ cái mà mình móc ở cái hàng móc thứ ba này, các bạn đều để ý cho mình ở hai chân móc. Tức là ta sẽ nhớ mũi móc ở hai cái chân này là cái chân mà ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng và cái chân của mũi móc đơn cuối cùng này ha. Đây nè, đây là cái chân của mũi móc đơn và cái chân mà ta móc mũi móc đơn ở đây. Tức là ta sẽ nhớ hai cái mũi này để lát nữa ta kết thúc cái hàng móc ha. Và sau khi đã gây nên được 8 mũi móc đơn, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó ta sẽ quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân đầu tiên là cái chân của mũi móc đơn cuối cùng á, bỏ qua cái chân này và móc vào cái chân móc thứ hai, móc vào đó cho mình một mũi dời. Từ đây móc lên 6 mũi móc xích để mình tạo cái độ cong ha. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau khi móc được 6 mũi móc xích, ta sẽ bỏ qua cái chân kế bên của cái thanh mà ta vừa tạo ban đầu và móc vào chân kế tiếp một mũi dời nè. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân kế tiếp nữa và cũng móc vào đó một mũi dời. Quay ngược đầu móc lại. Thì lưu ý cho mình khi quay ngược đầu móc lại, các bạn sẽ quay cho mình theo cái chiều này ha. Đây. Xoay cho mình cái hàng móc từ phải sang trái nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần đường cong ha. Ta sẽ có 6 chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Ở đây khi quay ngược đầu móc lại thì cái đường móc của mình nó sẽ khó thấy ha, nên các bạn sẽ xác định cho mình cái mũi móc. Chân thứ hai ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Ở chân móc thứ ba và thứ tư, mỗi chân móc sẽ làm một mũi móc đơn. Đến cái chân móc thứ năm sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ 6 sẽ làm một mũi móc đơn. Như vậy là ta sẽ có một mũi móc đơn cho chân thứ nhất, chân thứ ba, thứ tư và chân thứ 6 ha. Chân thứ hai và chân thứ năm mình sẽ có 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Hai chân móc mà mình báo để ý ban đầu á là cái chân của mũi móc đơn và cái chân ta móc mũi móc đơn, thì các bạn lần lượt móc cho mình vào hai chân này một mũi dời. Này, di chuyển đến cái chân móc còn lại nè và cũng móc vào đó một mũi dời. Đây ha. Sau đó gây nên một xích, kéo vào các len.
Đây sẽ là mặt phải của chữ của mình ha. Ta tiến hành dấu len thừa ra phía sau hàng móc và dùng keo nến hoặc kim khâu dán cho mình cái chữ vào trong sản phẩm thì ta sẽ được chữ P như thế này nha. Tiếp theo sẽ là chữ R, thì chữ R cũng gần tương tự giống như chữ P ha. Đầu tiên các bạn cũng tạo cho mình một dây móc xích 8 mũi móc, sau đó móc 8 mũi là 8 chân mũi đơn nè. Giống như cái chữ P ban đầu. Thì mình sẽ được một cái đường thẳng như thế này. Bây giờ mình tiếp tục tạo cái đường cong và một cái đường lồi ra ha. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở đây cũng để ý cho mình hai cái chân đầu tiên này nha. Quay ngược đầu móc lại nè. Sau đó cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi dời. Từ đây gây nên 6 mũi móc xích. Ta sẽ làm tương tự giống như chữ P á. 2 3 4 5 và 6. Khi đã có được 6 mũi móc xích rồi, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Ta cũng tương tự đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời nè. Khi đã đến cái bước này, ta móc giống chữ P rồi, thì cái điểm khác chữ P đó là cái điểm mà ta tạo một cái đường lồi ra ở bên dưới nè. Thì khi đã móc như thế này rồi, tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Ta được chiều dài của cái đường lồi ha. Tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc lên tiếp một mũi móc xích và móc cho mình vào ba chân đầu tiên, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Đây, móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi đã được 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc đầu tiên thì ở chân móc thứ tư của cái đường móc xích này sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 nè. Và tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Như vậy là mình sẽ có được 5 mũi móc đơn cho 4 mũi móc xích này ha. Ở đây thì các bạn sẽ nhớ cho mình chân móc của mũi móc đơn thứ 5 nha. Khi ta quay ngược đầu móc lại nè, các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi dời mà ta kết thúc của 6 mũi móc xích ở bên này nè. Ha, đâm kim cho mình vào cái chân mũi dời ở phía trên này và móc vào đó một mũi dời. Ở đây ta có hai mũi dời nè, thì đâm kim vào chân ở bên trên nhé. Như vậy là mình sẽ có cái đường lồi ra ở bên dưới nè. Còn cái đường cong ở bên trên này, lúc này sợi len của mình đang nằm ở bên trên của hàng móc. Các bạn sẽ tiến hành dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta móc mũi dời á. Sau đó kéo cái nút mà mình dư ra ở bên trên nè, kéo xuống phía dưới, kéo hoàn toàn xuống phía dưới nha. Được cái thanh lồi ra bên ngoài rồi thì bây giờ cái đường cong ở bên trên các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình nè. Ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn thứ 5 ở cái đường lồi á. Đây là mũi móc đơn thứ 5 nè. Đếm từ dưới lên ha, ta sẽ đụng đến cái mũi móc đơn thứ 5 thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đơn thứ 5 đó. Sau đó đưa cái nút mà mình kéo ra phía sau. Đây các bạn sẽ guốc lại thật nhẹ ha. Sau đó kéo cái nút này qua chân móc nè. Lúc này ta sẽ bắt đầu móc vào 6 cái chân móc còn lại. Thì 6 cái chân móc còn lại cũng móc tương tự giống như cái chữ P ở đây. Chân đầu tiên sẽ là một mũi móc đơn ha. Chân thứ hai sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ ba và thứ tư mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ năm 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu móc một mũi móc đơn. Kết thúc rồi thì cũng tương tự giống như chữ P ha. Ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn và chân ta móc mũi móc đơn nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời. Đây, chân cuối cùng cũng móc một mũi dời.
sau đó lên một xích kéo vào cắt len. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được chữ R, đang giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm ha. Sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình cái chữ R này vào trong sản phẩm, thì form chữ R của mình sẽ hoàn tất như thế này. Tiếp theo chữ R thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chữ B. Thì chữ B của mình sẽ được kết hợp bởi một đường thẳng và hai đường cong ha. Nó cũng tựa như chữ P ở đây nè. Ta sẽ có một đường cong, nhưng còn chữ B thì mình sẽ thêm một đường cong ở bên dưới nữa. Thì tương tự như chữ P á, cũng tạo cho mình một cái chữ Y 8 mũi móc đơn như thế này. Và cũng nhớ cho mình hai cái chân móc ha, chân tay móc mũi đơn và chân của mũi móc đơn nè. Sau đó gây nên một xích và quay ngược đầu móc lại. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi dời. Từ đây gây nên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Thì nó sẽ khác cái chữ P ở đây là điểm đầu tiên chữ P là 6 mũi xích, còn ở đây chữ B, chữ B là 5 mũi xích thôi nha. Tiếp tục nè, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Chân kế bên cũng tương tự ha, đâm kim cho mình vào chân kế bên móc một mũi dời. Ở cái cạnh bên dưới thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Khi được 6 mũi rồi nè, ba chân cuối cùng thì bỏ qua chân thứ nhất. Chân thứ hai ta sẽ đâm kim vào đó, mũi dời. Và tiếp tục chân thứ ba là chân cuối cùng cũng đâm kim vào đó và móc một mũi dời. Ta sẽ có hai cái đường cong tạo chữ B nè. Từ đây tiến hành quay ngược đầu móc lại và lưu ý quay từ phải sang trái nè. Thì cái cạnh cong đầu tiên của chữ B ở bên dưới nó sẽ giống như cái cạnh đầu tiên ở bên trên của chữ P, tức là ta sẽ móc vào 6 chân, chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Chân thứ ba và thứ tư mỗi chân là một mũi móc đơn và mỗi chân móc. Chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng của cái cạnh bên dưới, móc một mũi móc đơn. Khi đã hoàn tất được cái cạnh bên dưới của chữ B rồi ha. Thì để kết thúc cái cạnh bên dưới này, các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào cái mũi dời. Vào cái mũi mà ta móc mũi dời của cái cạnh bên trên á, ở đây có hai chân ta móc mũi dời nè, thì bỏ qua chân phía dưới và móc vào chân phía trên một mũi dời ha. Ta được cái thành công bên dưới ha. Để móc tiếp cái thành công bên trên nè, lúc này cái mũi móc của mình đang ở mặt trên của sản phẩm, các bạn cũng lưu ý đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời, sau đó kéo cái phần nút này ra phía sau, kéo hoàn toàn ra phía sau luôn. Đây. Sau đó tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng của cái cạnh 6 mũi ở đây nè, của cái cạnh 6 mũi móc xích á, thì sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng, đâm kim vào đó ha. Sau đó kéo cái nút ta kéo ra phía sau á, bây giờ mình sẽ kéo ra phía trước từ cái chân móc này. Đây, siết cho mình, sau đó kéo qua chân móc. Bây giờ mình sẽ còn lại 5 mũi móc, 5 mũi móc xích ở đây, thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Chân móc thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ năm là chân cuối cùng móc một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ tiến hành đâm kim đến hai chân móc mà mình để ý ban đầu á, là cái chân của mũi móc đơn và chân ta móc mũi móc đơn ha. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi dời.
sau đó móc lên một xích kéo vào cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm nha. Dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cho mình cái chữ bờ này vào trong sản phẩm thì mình sẽ hoàn tất được form chữ bờ như thế này. Đây, đây là chữ bờ của mình. Tiếp theo chữ bờ sẽ là chữ giờ. Thì chữ giờ ta sẽ có thêm chữ đờ ở trong bảng chữ cái tiếng Việt, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chữ giờ trước ha. Tương tự giống như các cái chữ cái ban đầu mà mình hướng dẫn, các bạn cũng gây nên cho mình 8 mũi xích và 8 mũi móc đơn cho 8 mũi xích đó. Mình sẽ tạo ra được cái cạnh đầu tiên nè. Sau đó từ đây tiếp tục cũng lưu ý cho mình hai cái chân móc này ha. Đây. Tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại nè. Thì chữ giờ nó cũng rất là đơn giản, các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi dời. Từ đây ta sẽ móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Khi có được 10 mũi móc xích rồi nè, thì các bạn sẽ đính cho mình từ dưới lên trên của cái cạnh này ha. Ta sẽ bỏ qua chân cuối cùng và móc vào chân kế cuối một mũi dời. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân cuối cùng và cũng móc một mũi dời. Đây, ta được một cái thành công như thế này. Thì khi quay ngược đầu móc lại cũng quay ngược cho mình từ phải sang trái. 10 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi móc đơn ha. Chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Từ chân móc thứ ba cho đến chân móc thứ 8, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Tức là ta sẽ có được 6 mũi móc đơn nằm chính giữa ha. Một mũi nè. Tiếp tục mũi thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba nè. Mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Lúc này mình sẽ còn lại hai chân móc cuối cùng, thì hai chân móc cuối cùng này sẽ móc tương tự giống như hai chân đầu tiên, tức là chân kế cuối móc hai mũi móc đơn. Và chân cuối cùng sẽ móc một mũi móc đơn ha. Khi hoàn tất được 10 mũi móc xích thì tiếp tục nè, đâm kim vào hai chân này, mỗi chân sẽ móc một mũi dời để dời ra cái mũi ngoài cùng ha. Sau đó gây nên một xích kéo và cắt len. Như vậy là chữ giờ của mình hoàn tất nè, giấu lại len thừa ra phía sau hàng móc. Dùng kim khâu hoặc là keo nến dán cho mình chữ giờ vào trong sản phẩm ha. Thì cái form chữ giờ của mình sẽ hoàn tất như thế này. Trong bảng chữ cái tiếng Việt của mình có thêm một cái chữ đờ, có thêm thanh điệu ngang ở giữa của chữ giờ nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc thanh ngang này. Các bạn sẽ đưa mặt phải của sản phẩm lên phía ngoài ha. Và ở phía giữa này nè, mình sẽ có được 4 chân móc. 4 chân móc mà mình chưa móc á. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân thứ hai tính từ phải qua nè. Một mũi nè, hai mũi nè. Đâm kim vào chân thứ hai, sau đó đưa sợi len thừa ra phía sau. Kéo cho mình sợi len thừa qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Thì một mũi móc xích này sẽ là độ dài của cái chữ đờ ha. Tiếp tục móc lên một xích nữa và đâm kim vào cái chân móc xích mà ta móc ban đầu á, móc vào đó một mũi dời. Đây, ta được một cái thanh bên trong rồi. Thì để tiếp tục cái thanh bên ngoài, các bạn đếm ngược cho mình từ trên xuống dưới vào chân thứ hai, móc một mũi dời. Đây, được thanh bên trong như thế này rồi ha. Thì lúc này sợi len thừa của mình nó đang nằm ở bên trên của hàng móc nè. Dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời, sau đó kéo cái nút này ra hoàn toàn phía sau luôn. Quay ngược đầu móc lại thì mình sẽ móc ở cái đường phía ngoài và các cái chân móc ở phía ngoài. Thì ta sẽ có được 8 chân móc ha, các bạn sẽ đếm cho mình từ trên xuống dưới vào chân móc thứ tư nè.
là cái chân thẳng hàng ở bên trong á, chân thứ tư ha, từ trên xuống dưới là chân thứ tư nè, sau đó đưa nút này qua chân móc, tiếp tục móc lên một xích. Nó cũng tương tự giống như cái cạnh đối diện á, các bạn cũng móc lên một xích, sau đó tiếp tục lên một xích nữa. Và cũng móc vào cái chân ta vừa móc mũi xích á, móc vào đó một mũi dời. Để kết thúc cái cạnh này thì đếm cho mình từ dưới lên trên vào chân móc thứ tư ha, hoặc là móc vào chân móc sát bên này một mũi dời nè. Kéo vào cắt len. Thì cái sợi len thừa này nằm ở mặt trên của sản phẩm, cũng đâm kim từ dưới lên trên nè, vào chân ta vừa móc mũi dời, kéo sợi len thừa ra phía sau. Sau đó giấu cho mình tất cả các cái sợi len thừa này vào mặt trái của sản phẩm ha. Thì mình sẽ được một cái thanh ngang chữ D. Khâu cho mình cái chữ D này vào trong sản phẩm thì cái form chữ D của mình sẽ hoàn tất như thế này ha. Đây, ta được một chữ D như thế này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn 5 chữ cái với cái thanh thẳng và thanh ngang ghép lại với nhau nè. Chúc các bạn thành công ha.